Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,34%, hiện tại đang đứng quanh mức 1847 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1843,69 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1858,93 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 104,185 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 16.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại đang đứng quanh mức 3,686% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 74,364 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ, tuy nhiên theo Blake Allen, giám đốc điều hành của công ty dịch vụ tài chính Gold Survival Central có trụ sở tại Singapore cho biết, vàng đã có một khởi đầu tốt trong năm nay, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu và kỳ vọng rằng Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất. Ông Blake Allen nói thêm, rủi ro suy thoái và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương cũng sẽ hỗ trợ thị trường vàng trong năm nay. Ông lưu ý, nếu dữ liệu việc làm phản ánh rằng việc tăng lãi suất gần đây đã gây thiệt hại cho nền kinh tế thì đồng đô la Mỹ có thể suy yếu hơn nữa và có lợi cho giá vàng. Báo cáo việc làm Mỹ của công ty nghiên cứu ADP Mỹ sẽ được công bố vào 13 giờ 15 phút theo giờ Mỹ, tức là 20 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, vào ngày mùng 5 tháng 1. Sau đó, vào ngày mùng 6 tháng 1, Bộ Lao động Mỹ sẽ chính thức công bố báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của nước này trong tháng 12 năm 2022. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed được công bố ngày mùng 4 tháng 1 cho thấy, tất cả các quan chức của ngân hàng này đều nhất trí rằng Fed nên giảm tốc độ tăng lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch chi nhánh Fed tại bang Minneapolis, Nikhil Kakari, cho biết Fed nên tiếp tục tăng lãi suất trong một vài cuộc họp tới, dù ở mức tối thiểu, cho đến khi mà chắc chắn rằng lạm phát đã đạt đỉnh. Vàng được coi là một hàng rào chống lại lạm phát và những bất ổn kinh tế nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng đè nặng lên vàng vốn không sinh lời. Cũng trong phiên này, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 23,74 đô la Mỹ trên ounce. Trong khi đó, giá bạch kim tăng 0,2% lên 1.080,88 đô la Mỹ trên một ounce. Và giá Palladium tăng 0,3% lên 1.793,38 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng đã dứt đà tăng mạnh của hai phiên trước đó. Cụ thể, trong phiên sáng nay mùng 5 tháng 1, giá vàng miếng của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay còn gọi là SJC giảm nhẹ 100.000 đồng trên lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng miếng của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không có thay đổi về giá so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn với giá vàng miếng tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji áp dụng cho khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không đổi so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Đến đầu giờ chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng của SJC tiếp tục giảm thêm 100.000 đồng trên lượng, trong khi đó giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội giữ nguyên ở chiều mua vào, giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng miếng tại Doji Thành phố Hồ Chí Minh giảm 100.000 đồng trên lượng cho cả hai chiều giao dịch so với phiên sáng. Tới cuối buổi chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng của SJC lại giảm thêm 100.000 đồng trên lượng. Giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội cũng giảm tiếp 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Giá vàng miếng của Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh đứng im ở chiều mua vào và giảm thêm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Đến kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng trên lượng so với kết phiên ngày hôm qua. Giá vàng miếng của Doji hôm nay tại Hà Nội giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Giá vàng miếng của Doji Thành phố Hồ Chí Minh giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra so với kết thúc phiên ngày hôm qua. Tương tự như vậy thì giá vàng nhận bộ số 9 của SJC ngày hôm nay thì cũng đi xuống. Chốt phiên giao dịch hôm nay, giá vàng nhận bộ số 9 được SJC niêm yết ở mức 53,3 triệu đồng trên lượng mua vào và 54,3 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm 150.000 đồng trên lượng so với ngày hôm qua. Còn với giá vàng nhận bộ số 9 của PNG, mua vào ở mức 53,5 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 54,6 triệu đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, giảm 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 20.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 20.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.615.000, bán ra 6.705.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.617.000, bán ra 6.702.000, giảm 20.000 ở chiều mua và giảm 21.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.710.000, giảm 50.000 ở chiều mua, 60.000 ở chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 20.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì vẫn trong xu hướng giảm mạnh 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng là 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000. SJC Huế mua vào 6.617.000, bán ra 6.703.000. SJC Bình Phước mua vào 6.618.000, bán ra 6.702.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.622.000, bán ra 6.705.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.620.000, bán ra 6.702.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.618.000, bán ra 6.702.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại giảm trong khoảng từ 62 đến 150.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 6.200 cho đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.330.000, bán ra 5.430.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.330.000, bán ra 5.440.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.320.000, bán ra 5.390.000, cùng giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.206,6.000, bán ra 5.336,6.000. Vàng 18K mua vào 3.857,9.000, bán ra 4.057,9.000. Vàng 14K mua vào 2.957,7.000, bán ra 3.157,7.000. Vàng 10K mua vào 2.062,9.000, bán ra 2.262,9.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.